8 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả là hữu. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 1021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay tiếp tục giáo trình Trung Bộ Kinh bài 140, Kinh giới phân biệt, tha tú quý phân gá xuất tá, thấy được Phật, nhận ra Phật, do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Con kính cung thỉnh Ngài. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tạo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Tiếp đến chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng điều hành buổi học hôm nay, con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ Thượng tọa Thiếu Siêu, bên lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh giới phân biệt hay là bài kinh giảng về những nguyên tố của đời sống là một bài kinh rất là quan trọng và lợi ích về mặt pháp hành. Ở đây chúng ta nghe một câu chuyện rất là thú vị về hai vị vua đều từ bỏ ngai vàng. Vị vua đầu tiên là Đức Phật, bậc chánh đẳng giác giác, bậc đạo sư của chúng ta. Và trong một nhà cỏ ở thành Vương Xá, Ngài đã gặp một vị vua khác là Bhukkhusati, là vị vua của thứ xứ Takkasila. Kỳ tuần vừa rồi đó, vì bài kinh dài, đọc không có nhiều giờ, còn lại chúng ta Pháp Đăng cũng giảng dài, và chúng ta hết thì giờ. Do đó chúng ta không có thảo luận, nhưng mà riêng chúng ta thấy bài kinh này rất là quan trọng nên thảo luận. Tuy vậy, ở trong tuần này đó, để chúng ta có thể có được một cái không khí tương đối tốt cho cái buổi thảo luận, và chắc chắn là buổi thảo luận này có nhiều điều để thảo luận lắm. Ở trong đó chúng ta nghe bài kể là chớ sao lãng trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy học hành buông xả, và hãy hoan hỷ với tịch tịnh. Bài kể rất là quan trọng. Không biết là
Quý Phật tử có vị nào không biết cô Nguyên Xuân, hay là có vị nào phát tâm để qua kỹ đọc lại bài kinh này không? Tại vì thật ra bài kinh này chúng ta có thể đọc được, nhưng mà nếu nghe lại, tất cả mọi người cùng nghe, và sau khi nghe xong chúng ta đi vào thảo luận sẽ lợi lạc nhiều hơn là chúng ta sẽ bàn không. Nếu cô Nguyên Xuân đọc được thì xin cô Nguyên Xuân qua kỹ đọc lại cho. Xin phép Chư Tăng để chúng ta nghe bài kinh này một lần, một bài kinh rất đẹp và có nhiều điểm quan trọng cần phải nhớ. Xin mời cô Nguyên Thọc, Nguyên Nhân, Nguyên Xuân. Chứ bên khi nào cô Nguyên Xuân sẵn sàng, cô Nguyên Xuân quan nghĩ cho biết thì sẽ mời cô Nguyên Xuân. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta nghe phần chánh kinh của bài học ngày hôm nay một lần nữa, thì chúng tôi muốn nói về một cái câu chuyện quá khứ được đề cập, gọi là kinh bổn sanh. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì có tất cả là 4 người. Đều bị con bò hút chết, và bị một con bò thôi. Thì 4 người này đều cùng có một cái cộng nghiệp. Đó là Bố Cú Sát Tí, là nhân vật mà chúng ta đề cập tại đây. Bà Hy Giá, người mặc cái áo bằng vỏ cây, cũng là bị bò hút chết. Sumbaputta là một người bị cùi, về sau thì nghe pháp thành tựu đạo quả. Và Tampada Thika, đó là một đau phu thủ, được ngài Xá Lợi Phật tế độ. Cả 4 người đó, đó đều bị bò hút cho một cái duyên ở trong quá khứ. 4 người này là 4 người công tử. Mua vui bằng cách là gọi một kỹ nữ đến. Và sau cuộc vui đó thì 4 người này giết cô kỹ nữ đó đi. Và trước khi cho chết thì cô kỹ nữ đó là nói một lời quan trái. Và do vậy sanh nhiều kiếp. Ở trong kiếp hiện tại thì kỹ nữ này sanh là một giác khi đi, tức là một vị nữ già xoa. Quá thành con bò để giết 4 người này thảm sát, mặc dù 4 người này cuối cùng đều có cái thành tựu đạo quả hết. Và cũng có một cái câu chuyện tiền thân rất là thú vị. Trong câu chuyện tiền thân này đó, thì đề cập đến vào thời Đức Phật Kassapa có tất cả là 7 vị tỳ kheo. Khi mà giáo pháp của Đức Thế Tôn đã sắp không có tồn tại nữa, thì 7 vị này làm một cái quyết tâm rất là mạnh mẽ, là leo trên một cái đỉnh núi rất là cao chấn chở, và chúng ta gọi theo Hán sử tranh hùng gọi là đốt sạn đạo. Đốt sạn đạo tức là đẩy cầu thang và không quyết định là không trở xuống nữa. Trực không ăn và trực thực và chỉ tu tập thôi cho đến khi nào công thành quả mãn. Nhưng mà trong 7 vị tỳ kheo đó thì chỉ có 2 vị đạt đến cái mục đích, một vị chứng quả A La Hán và vị chứng A Na Hàm. Còn 5 vị kia đó thì lại không có thành tựu được gì hết, và 5 vị đó đều chết đói và sanh về cõi trời đầu xuất. Thì khi Đức Phật này ra đời đó, thì 5 vị đó đã sanh xuống trở thành 5 cái nhân vật khác nhau. Ở trong đó có Kumarakassapa, tức là vị tôn giả mà thuyết kinh Tề Túc, kinh ở trong trường bộ kinh mà chúng ta học đó. Một vị được sanh như có cái khả năng thuyết pháp tuyệt vời. Và có Bhukkhusati,
Thật ra câu chuyện của vị này lại có liên quan đến hai câu chuyện quá khứ. Một câu chuyện thì thuộc về bất thiện nghiệp và một câu chuyện thuộc về thiện nghiệp. Bây giờ thì cô Nguyên Xuân đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mời cô Nguyên Xuân đọc cho bài kinh. Và sau đó thì Chư Tăng sẽ trở lại với phần thảo luận. Hôm nay thì Chư Tăng sẽ có một buổi thảo luận hơi bận rộn một chút, bởi vì bài kinh này rất là lợi lạc để chúng ta lắng nghe và suy nghĩ. Mời cô Nguyên Xuân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con thành kính tri ân thường tòa giác đẳng đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 140, Kinh Giới Phân Biệt, Tha Tú Quý Phăng Gá Xuất Tá, Thấy Được Phật Nhận, Thấy Được Pháp Nhận Ra Phật. Cụm từ Tha Tú Quý Phăng Gá có nghĩa là sự giảng rộng hay phân tích về các nguyên tố, bốn đề tài uẩn, xứ, giới, đế, được đề cập một cách chi tiết trong 12 bài kinh của phẩm Quý Phăng Gá. Trong kinh này, Pukku Sa Tý gặp Phật nhưng không nhận ra Phật. Tuy vậy, sau khi thấy Pháp thì thấy được Phật. Bậc Vô Thượng Điều Ngự đã khai thị cho con người hữu tâm hữu trí này là sự giảng giải về những nguyên tố của đời sống và lời dạy hàm xúc. Chớ sao lãng tuệ quán, hãy bảo vệ chân đế, huân tu hạnh buông xả, tập sống trong an tịnh. Phân đoạn 651, hai vị vua cùng ở trọ trong nhà chứa cỏ. Pukku Sa Tý là vua của xứ Thắt Cá Xí La, do được Phật ngôn khắc trên những bảng vàng do vua Bim Bí Xá Rá gửi tặng nên phát tâm gia cầu giải thoát. Vị này cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục người tu, hướng về Sawatthi cầu gặp Phật. Đấng Pháp Vương quan sát thấy duyên lành của vị này nên đã đích thân gặp vị này trong một nhà chứa cỏ ở trọ qua đêm dọc đường. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở xứ Magatha Makida, đi đến Raja Gaha Vương Xá, đến nhà thợ gốm Phá Gá Quá. Sau khi đến, nói với thợ gốm Phá Gá Quá: này Phá Gá Quá, nếu không gì phiền phức cho ông, tôi muốn ở tại chỗ này một đêm. Bạch Thế Tôn: không có gì phiền phức cho con, ở đây đã có một vị xuất gia đến ở từ trước rồi, nếu vị ấy thỏa thuận, Bạch Thế Tôn hãy ở lại tùy theo sở thích. Lúc bấy giờ, thiện nam tử Pukku Sa Tý do lòng tin y cứ Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy đã đến ở trước tại trú xứ của thợ gốm. Rồi Thế Tôn đi đến tôn giả Pukku Sa Tý. Sau khi đến, nói với Pukku Sa Tý: này tỷ kheo, nếu không gì phiền phức cho ông, tôi muốn ở lại trú xứ này một đêm. Rộng rãi, thưa thiện giả, là trú xứ của thợ gốm, tôn giả có thể ở tùy theo sở thích. Rồi Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ gốm, trải thảm cỏ vào một bên, ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt. Và Thế Tôn trải qua phần lớn đêm ấy ngồi như vậy. Tôn giả Pukku Sa Tý trải qua phần lớn đêm ấy cũng ngồi như vậy. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, cử chỉ thiện gia nam tử này có vẻ tín hành, ta hãy hỏi vị ấy. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Pukku Sa Tý: này tỷ kheo, ông xuất gia y cước vào ai? Ai là đạo sư của ông? Ông chấp nhận pháp của ai? Thưa thiền giả, có Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama ấy. Ngài là Bậc Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật,
Thế Tôn, tôi đã xuất gia y cứ bậc Thế Tôn ấy, Ngài là bậc đạo sư của tôi và tôi chấp thuận pháp của bậc Thế Tôn ấy. Này tỷ kheo, nay Thế Tôn bậc A-la-hán kính đẳng giác ở ấy ở đâu? Thưa thiền giả, có một thành phố tên là Sawatthi giữa các quốc độ phía Bắc. Tại đấy, Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác hiện này đang ở. Này tỷ kheo, trước đây ông đã thấy bậc Thế Tôn ấy chưa? Và nếu thấy, ông có nhận ra được không? Thưa hiền giả, trước đây tôi chưa từng thấy bậc Thế Tôn ấy. Và nếu thấy, tôi không nhận ra được. Phân đoạn 652, quán chiếu pháp giới trong ngôn ngữ cô đọng nhất. Đức Thế Tôn mở đầu pháp thoại với sự tóm lược về con đường giác ngộ. Kinh văn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, thiện gia nam tử này xuất gia y cứ nơi ta, vậy ta hãy thuyết pháp cho thiện gia nam tử ấy. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Pukkhusati, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa hiền giả vâng. Tôn giả Pukkhusati vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói nhau, này tỷ kheo, người này có 6 giới, 6 xúc xứ, 18 ý hành, 4 thắng xứ. Khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng tưởng không có chuyển động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Chứ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí, cha gá, hãy tu học tịch tịnh. Đây là tổng thuyết 6 giới phân biệt. Phân đoạn 653, những nguyên tố của vạn hữu. Nếu nhìn vào những nguyên tố cấu thành sự hiện hữu sẽ xóa được ảo giác. Kinh văn, này tỷ kheo, khi được nói đến, người này có 6 giới, cho duyên gì được nói đến như vậy? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Này tỷ kheo, khi được nói đến, người này có 6 giới, chính do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, khi được nói đến, người này có 6 xúc xứ, do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Khi được nói đến, người này có 6 xúc xứ, chính do duyên này được nói đến như vậy. Này tỷ kheo, khi được nói đến, người này có 18 hành ý, do duyên gì được nói đến như vậy? Khi con mắt thấy sắc, người ấy chạy theo sắc, chỗ trú xứ của hỷ. Chạy theo sắc chỗ trú xứ của ưu, chạy theo sắc chỗ trú xứ của xã. Khi tai nghe tiếng như trên vân vân, mũi ngửi hương như trên vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức pháp, người ấy chạy theo pháp chỗ trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo pháp chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy theo pháp chỗ trú xứ của xã. Như vậy có 6 hỷ hành, 6 ưu hành, 6 xã hành. Khi được nói đến, người này có 18 ý hành, chính do duyên này được nói đến như vậy. Phân đoạn 654, 4 phương châm của hành giả. 4 trọng tâm mà người tu tập cần luôn tâm niệm là không xa rời trí tuệ, tôn trọng sự thật, học hạnh buông xả và tôi luyện trong tịch tịnh. Kinh văn, này tỷ kheo, khi được nói đến, người này có 4 thắng xứ, do duyên gì được nói đến như vậy? Tuệ thắng xứ, đế sáng thắng xứ, huệ thí thắng xứ, tịch tịnh thắng xứ. Khi được nói đến, người này có 4 thắng xứ, chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, chứ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng trí huệ, hãy tu học tịch tịnh, do duyên gì được nói đến như vậy? Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có 6 giới này, địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Này tỷ kheo, thế nào là địa giới? Có nội địa giới và có ngoại địa giới. Và này tỷ kheo, thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoàn cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác,
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy, này tỷ kheo, được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Và này các tỷ kheo, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Và này tỷ kheo, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, niêm dịch, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy này, tỷ kheo, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Và này tỷ kheo, thế nào là họa giới? Có nội họa giới và có ngoại họa giới. Và này tỷ kheo, thế nào là nội họa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy. Cái gì khiến cho những vật được ăn, uống, nhai nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Này tỷ kheo, như vậy được gọi là nội họa giới. Những gì thuộc nội họa giới và những gì thuộc ngoại họa giới đều thuộc về họa giới. Họa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát họa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với họa giới, tâm từ bỏ họa giới. Và này tỷ kheo, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, có ngoại phong giới. Và này tỷ kheo, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Này tỷ kheo, như vậy được gọi là nội phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong giới ấy phải được quán sát như thật và chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Và này các tỷ kheo, thế nào là hư không giới? Có nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này tỷ kheo, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng. Do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm. Và tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm, được giữ lại. Và ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm và được tắm súc xuống phần dưới để ra ngoài. Và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. Này tỷ kheo, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội hư không giới và ngoại hư không giới đều thuộc về hư không giới.
Hư không ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát hư không giới về chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, trong trắng, vị ấy biết được một số sự việc nhờ thức ấy. Vị ấy thức tri được lạc, thức tri được khổ, thức tri được bất khổ bất lạc. Này tỷ kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi lên. Vị ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri rằng, tôi cảm giác lạc thọ do lạc xúc diệt đi. Lạc thọ do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vị ấy biết lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, duyên khổ xúc, khổ thọ khởi lên. Vị ấy khi đã cảm giác khổ thọ, tuệ tri rằng tôi cảm giác khổ thọ do khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi lên, được cảm giác. Vị ấy biết khổ thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, duyên bất khổ bất lạc xúc, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác bất khổ lạc thọ, tuệ tri rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ do khổ bất lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy tuệ tri bất khổ bất lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, ví như do hai cây que xúc chạm cọ xát, hơi nóng được sanh, ngọn lửa được hiện khởi. Khi hai que ấy được rời nhau, được phân ly, sức nóng được sanh khởi ấy, sức nóng ấy được diệt đi, được chấm dứt. Cũng vậy, này tỷ kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri rằng tôi đang cảm giác lạc thọ do lạc xúc ấy diệt đi, lạc thọ do lạc xúc ấy được lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy tuệ tri lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, duyên khổ xúc họ khổ thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác khổ thọ, tuệ tri rằng tôi đang cảm giác khổ thọ do khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy biết khổ thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, duyên bất khổ bất lạc xúc, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác bất khổ lạc thọ, tuệ tri rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy tuệ tri bất khổ bất lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Lại nữa, xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyến, dễ uống nắng, chói sáng. Ví như, này tỷ kheo, một người thợ vàng thiện xảo hay người đệ tử sửa soạn lò đúc. Sau khi sửa soạn lò đúc xong, người ấy đốt lửa miệng lò đúc. Sau khi đốt lửa miệng lò đúc, người ấy dùng kềm kẹp lấy vàng và đặt vàng vào trong miệng lò. Rồi thỉnh thoảng người ấy thổi trên ấy, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên ấy, thỉnh thoảng người ấy quan sát thật kỹ. Vàng ấy đã trở nên sáng sủa, thanh tịnh, gột sạch. Các uế tạp được đoạn trừ, các tì vết được trừ sạch, nhu nhuyến, dễ uống nắng và chói sáng. Và nếu người ấy muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhẫn, hoặc bông tai, hoặc vòng cổ, hoặc vòng hoa vàng, thời vàng ấy có thể dùng vào mục đích ấy. Cũng vậy, này tỷ kheo, lại nữa xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyến, dễ uống nắng, chói sáng. Người ấy trí tuệ như sau: nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào hư không vô biên xứ và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả này
thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, vào vô sở hữu xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xã này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xã này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời xã này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Người ấy tuệ tri như sau: nếu ta tập trung xã này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, vào hư không vô biên xứ như trên vân vân, thức vô biên xứ như trên vân vân, vô sở hữu xứ như trên vân vân, phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xã ấy trở thành pháp hữu vi. Vị ấy không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu. Do không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ấy không chấp thủ một sự vật gì ở đời. Chấp thủ không quấy rối vị ấy. Do chấp thủ không quấy rối vị ấy tự chứng Niết Bàn và vị ấy tuệ tri. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái như thế này nữa. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri, thọ ấy là vô thường, vị ấy tuệ tri, không nên nắm trước, vị ấy tuệ tri, không phải là đối tượng để hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy tuệ tri, thọ ấy là vô thường, vị ấy tuệ tri, không nên nắm trước, vị ấy tuệ tri, không phải là đối tượng để hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy tuệ tri, thọ ấy là vô thường, vị ấy tuệ tri, không nên nắm trước, vị ấy tuệ tri, không phải là đối tượng để hoan hỷ. Nếu cảm giác lạc thọ không có hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ không có hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ không có hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. Vì khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với thân là tối hậu, vị ấy tuệ tri, ta cảm giác một cảm thọ với thân là tối hậu. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu, vị ấy tuệ tri, ta cảm giác một cảm thọ với sinh mà tối hậu, vị ấy tuệ tri. Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương. Ví như, này tỷ kheo, như ngọn đèn dầu được cháy đỏ nhờ dầu và tim. Khi dầu và tim diệt tận và không có vật liệu khác được đem đến, ngọn đèn dày dầu ấy bị diệt tắt. Cũng vậy, này tỷ kheo, khi cảm giác một cảm thọ lấy thân làm tối hậu, vì ấy tuệ tri, tôi cảm giác một cảm thọ lấy thân làm tối hậu. Khi cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tối hậu, vì ấy tuệ tri, tôi cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tối hậu. Vì ấy tuệ tri, sau khi thân hoại chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương. Do vậy, tỷ kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng, tuệ thắng xứ này. Vì rằng, này tỷ kheo, như vậy là tối thắng thánh tuệ, nghĩa là trí, biết sự đoạn tận mọi đau khổ. Sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào chân đế, không bị dao động. Này tỷ kheo, cái gì có thể đưa đến hư vọng, thời thuộc về hư vọng. Cái gì không thể đưa đến hư vọng, thuộc thời thuộc về chân đế Niết Bàn. Do vậy, vì tỷ kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng đế thắng xứ. Vì rằng, này tỷ kheo, như vậy là tối thắng thánh đế, tức là Niết Bàn, không có thể đưa đến hư vọng. Và những sanh y vô trí thức trước của nó đã được đầy đủ, đã được thành tựu, chúng được đoạn tận, chặn tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, một tỷ kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng huệ thí thắng xứ này. Vậy vì rằng, này tỷ kheo, như vậy là tối thắng thánh huệ thí, tức là sự xả ly tất cả sanh y. Và tham ái vô trí thức trước của nó thuộc tham dục,
tham nhiễm, pháp ấy được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa, và sự phẫn nộ vô trí thức trước của nó thuộc sân hận, thuộc tội quá, pháp ấy được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Và vô minh vô trí thức trước của nó thuộc si mê, thuộc tội quá, pháp ấy được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể hiện hữu trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, tỷ kheo thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng tịch tịnh thắng xứ. Này tỷ kheo, như vậy là tối thắng thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham sân si. Khi được nói đến, chứ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy làm cho sung mãn huệ thí, hãy tu học tịch tịnh. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, khi được an trú vọng tưởng không có chuyển động, khi vọng tưởng không có chuyển động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này tỷ kheo, tôi là như vậy là vọng tưởng. Tôi là cái này, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ là, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không là, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ có sắc, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có sắc, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ có tưởng, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, không không có tưởng, như vậy là vọng tưởng. Vọng tưởng này tỷ kheo là bệnh, vọng tưởng là cục bướu, vọng tưởng là mũi tên. Này tỷ kheo, khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh. Nhưng này tỷ kheo, vị ẩn sĩ tịch tịnh không sanh, không già, không có dao động, không có hy cầu, vì không có cái gì do đó có thể sanh. Này tỷ kheo, không sanh làm sao già được, không già làm chết được, không chết làm sao dao động được, không dao động làm sao hy cầu. Khi được nói đến, khi được an trú vọng tưởng không có chuyển động, khi vọng tưởng không có chuyển động, không chuyển động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Do chính duyên này được nói đến như vậy. Này tỷ kheo, hãy thọ trì sự phân biệt tóm tắt của ta về sáu giới. Phân đoạn 655, thấy pháp nên biết mình gặp được Phật. Do Đức Thế Tôn dùng thần thông thị hiện trong hình ảnh của một sa môn bình thường, nên Bút Khú Sa Tý không nhận ra Phật. Nhưng khi thành tựu chánh trí tuệ giác, thì một thánh đệ tử không thể nào gặp Phật mà không biết Phật. Kinh văn, rồi tôn giả Bút Khú Sa Tý nghĩ như sau: thật sự bậc đạo sư đã đến với ta, thật sự bậc thiện thệ đã đến với ta, thật sự bậc chánh đẳng giác đã đến với ta. Rồi tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đáp đi vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: con đã rơi vào một lỗi lầm, bạch Thế Tôn, vì rằng ngu đần, si mê và không khéo léo như con, đã nghĩ rằng con có thể xưng hô với Thế Tôn với danh từ hiền giả, bạch Thế Tôn. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm ấy là một lỗi lầm để con có thể ngăn ngừa trong tương lai. Này tỷ kheo, thật vậy, ông đã rơi vào một lỗi lầm, vì rằng ngu đần, si mê và không khéo léo, vì ông đã nghĩ rằng ông có thể xưng hô với ta với danh từ hiền giả. Nhưng này tỷ kheo, nếu ông thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, và như pháp phát lộ, thời chúng ta chấp nhận lỗi lầm ấy cho ông. Vì rằng này tỷ kheo, đây là sự tăng ích trong giới luật của Bậc Thánh. Khi nào một ai thấy lỗi lầm là một lỗi lầm, như pháp phát lộ, để ngăn ngừa trong tương lai. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cho con được thọ cụ túc giới trước mặt Thế Tôn. Này tỷ kheo, ông có đủ y bát không? Bạch Thế Tôn, con không có đủ y bát. Này Thế Tôn, này tỷ kheo, các Như Lai không có trao cụ túc giới cho ai không đủ y bát. Rồi tôn giả Bút Cú Sa Tý
Sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về Ngài rồi ra đi tìm y báp. Trong khi Tôn giả Bút Khứ Xá Tý đi tìm y báp, một con bò cuồng chạy đoạn mất mạng sống của Tôn giả. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, thiền giả Nam Tự Bút Khú Sa Tý được Thế Tôn thuyết giảng một cách vắn tắt đã đềm đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy như thế nào, đời sống tương lai như thế nào. Này tỷ kheo, thật là bậc thiền giả, thiền gia Nam Tự Bút Khú Sa Tý đã chấp hành chánh pháp và tùy pháp và không có phiền nhiễu ta với những kiện tụng về chánh pháp. Này các tỷ kheo, thiền gia Nam Tự Bút Khứ Xá Tý sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập niết bàn, không phải trở lui đời ấy nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu phân và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Và thưa phần chánh kinh, kênh đến đây đã kết thúc. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bụt Tha Gia. Xin cảm ơn cô Nguyên Xuân. Chúng ta chịu khó lắng nghe là toàn bài kinh vừa rồi, thật ra rất là lợi lạc để chúng ta có thể nghe lại lần nữa một số các phần ngôn quan trọng. Trước khi mà chúng ta đi vào ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay về phương diện hành trì, thì xin được cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu. Không biết thượng tọa Tuệ Siêu có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Siêu nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ. Dạ, bạch thượng tọa Tuệ Siêu, xin thượng tọa quan hệ cho một vài cái ý kiến là ở trong bài kinh này, mặc dù Bút Khú Xá Tý chưa có được thọ đại giới, nhưng mà Đức Phật khi ngài nói chuyện thì ngài gọi là Bhikkhu, là tỳ kheo, này tỳ kheo, thì như vậy chứ Bhikkhu phải chăng thời Đức Phật còn tại thế đó, đôi khi không hẳn chỉ cho một người đã thọ cùng tục giới rồi, như chúng ta nói say di tỳ kheo, mà mang ý nghĩa nào đó. Và cũng nhân thì xin tổ quan hỷ giảng cho cái chữ giới, chữ tha tú. Dạ. Chúng ta còn một chữ nữa, nhưng mà lát nữa sẽ hỏi thượng tọa. Bây giờ thì xin thỉnh tổ quan hỷ giảng cho hai chữ phiết khú và chữ tha tú ở trong bài kinh này. Kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu. Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp. Kính lễ Chư Tăng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ở đây khi mà chúng ta nói đến cái chữ phiết khú, cái chữ tỳ kheo đó,
thì chúng ta phải dùng đến cái ý nghĩa này ở trong lục tạng thì chúng ta mới rõ được ở đây. Mặc dù trong bài kinh này Vô Khú Sa Kiến chưa thọ đại giới mà Đức Phật vẫn gọi là tỳ kheo, chữ phi khú ở trong luật tạng được giải thích phi khú tí, phi khờ khô tí, phi khú người mà đi khất thực, đi kiếm thức ăn đó, đi xin thức ăn thì như vậy gọi là tỳ kheo, tỳ khưu. Hoặc là vị mà chấp nhận cái hạnh khất thì như vậy gọi là tỳ kheo, phi kha cha ri văn a chu ba ca tô tí phi khú. Hoặc là phi na pa ta tha ro tí phi khú là người mang y đã được cắt rời, cắt từng mảnh gọi là tỳ kheo. Hay là samanya giác phi khú gọi là tỳ kheo do sự công nhận, và tỳ nhà giác phi khú gọi là tỳ kheo do tự mình, do tự nhận là tỳ kheo. Ehi phi khu tí phi khu gọi là tỳ kheo khi mà một người được Đức Phật ngài phán ehi phi khu hãy đến đây tỳ kheo, gọi là thiện lai tỳ kheo đó, thì vị đó trở thành tỳ kheo. Một nghĩa nữa khi mà Đức Phật ngài chưa có chế ra cái luật tăng sự truyền của tục giới mà ngài chỉ nói rằng người mà thọ tam quy thảo cuộc thúc giới bằng cách đọc tâm quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ba lần, như vậy cũng gọi là tỳ khưu. Vị thánh hữu học Sê Cô cũng là tỳ khưu, bậc vô học A-la-hán cũng gọi là tỳ khưu. Thí dụ Ba-hi-giá dầu cho chưa phải là một vị thọ cụ túc giới vẫn còn mặc cái vải đất, mặc ở trên người cái dùng cái da cây để mà bệnh, để mà làm y phục đó. Tuy vậy đã là vị A La Hán thì vị đó cũng nghiễm nhiên là vị tỳ khưu. Và gọi là tỳ khưu cái vị cuối cùng
Samgina, Sankhina, Nyatichatua, Kambina, Akupina, Thanarahena, Upasambhano Phikhu. Người đã tu lên bậc trên bằng cái tâm sự tức bạch do tăng hòa hợp, do cái hội chúng hòa hợp thì đó gọi là thiền khu. Thì trong cái câu hỏi mà gọi giác đẳng hỏi, tại sao trong bài kinh này dù Bố Cố Xá Tín chưa được thọ đại giới mà vẫn gọi là tỳ kheo, thì trong trường hợp này nếu mà gọi thì gọi Bố Cố Xá Tín là tỳ kheo mà gọi theo cái cách gọi là vị đã được tăng chúng làm yết ma thì ngôn bốn bận, thì như vậy không phải. Bởi vì chưa. Nhưng mà vì ở đây Bố Cố Xá Tín tự nhận mình là tỳ khưu tu theo Đức Phật, đó là tỳ khưu do tự nhận và tên nhà giá thì khúc. Và vị này mặc dầu chưa phải là tỳ khưu thọ cổ túc giới kia, nhưng mà vị đó đã hướng tâm đến quy ngưỡng Đức Phật, quy ngưỡng giáo pháp, quy ngưỡng tăng chúng. Như vậy thì vị này được gọi là vị tỳ kheo do có tam quy. Thì dựa vào hai điểm đó thôi là chúng ta cũng thấy là Bố Cố Xá Tín được Đức Phật Ngài gọi tỳ kheo do hai điểm đó. Nhưng mà ở đây Bố Cố Xá Tín đang trên đường đi tìm Đức Phật thì đương nhiên mỗi ngày mỗi đi khất thực ăn, vị đó gọi là tỳ khưu vì đi khất thực. Vị đó tự tìm y cắt ra mà đắp lên, thì như vậy gọi là tỳ khưu. Rồi do tự nhận là tỳ khưu, vị này có cái tâm thọ tam quy, như vậy gọi là tỳ khưu. Với bao nhiêu đó cũng đủ gọi là tỳ khưu. Sẵn đây chúng tôi nói thêm một điều nữa để chút xíu thượng tọa giác đẳng khỏi mắc công hổ cái điều này nữa, là nếu Bố Cố Xá Tín trước đó, trước khi mà đi tìm Đức Phật đó, vị đó đã tự mặc y như vậy thì tại sao sau khi nghe pháp xong Đức Phật Ngài bảo vị đó hãy vị đó xin xuất gia, Đức Phật Ngài nói rằng ngươi hãy đi tìm y bác, bởi vì các đấng Như Lai không có cho xuất gia với một người
không có đủ y bát. Tại sao vậy? Để cho vị đó phải ra đi tìm y bát rồi mới bị con bò nó hút. Thì ở đây thưa quý vị, vì rằng một cú sát tí mặc dù ở trên mình đang đắp chiếc y kasa kasawat, nhưng mà chỉ có một cái da trái chưa có đủ tâm y tí chi vô răng, tức là y sangati, y tăng dạ lê, y nội da trái và bệnh bát đúng theo luật. Cho nên Đức Phật Ngài hỏi rằng khi mà Bốn Cố Sa Tí bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy cho con được thọ cố túc cụ túc giới trước mặt Thế Tôn, này thì kheo, ông có đủ y bát không? Bạch Thế Tôn, không, con không có đủ y bát. Này thì kheo, các đấng Như Lai không có trao cụ túc giới cho ai không có đủ y bát. Ở trong trường hợp này nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nếu Bốn Cố Sa Tí có cái phước duyên và thọ cùng túc giới và cách Đức Phật phán thời Thiện Lai Tỳ Kheo là vị đó có đủ y bát, nhưng mà đằng này vì Bốn Cố Sa Tí chưa không có cái duyên lần đó, cho nên Đức Phật này thấy như vậy thì dầu cho vị này hiện tại là A-na-hàm và sinh thọ cuộc thúc giới, Đức Phật vẫn phải kêu đi tìm cho đủ tam y và quả bát. Chứ còn nếu như Bốn Cố Sa Tí mà như công tử Giá Xá bỏ nhà đi tìm Đức Phật, bỏ nhà ra đi vì cảm cảnh những người, những vô vũ nữ cũng nằm ngủ trên sàn nhà, cũng nằm ngang dọc, không có trật tự và không có còn giữ được cái vẻ đẹp, cái cách đẹp nữa, thì lúc đó Giá Xá có cảm giác như là ở trong tha ma mộ địa với những cái xác chết, mới vừa đi vừa than: ôi thế gian bận chật quá. Thì Đức Thế Tôn Ngài biết trước Ngài ở phía bìa rừng và Ngài chờ đó, Ngài bảo rằng thì Giá Xá hãy đến đây, nơi đây không có bẩn chật đâu. Rồi Ngài thuyết pháp cho nghe đắc tu đồ quần. Sáng hôm sau, khi mà người cha của Giá Xá đi tìm, lúc bây giờ Đức Phật Ngài tiếp cái ông gia chủ đó và Ngài chưa có cho thấy mặt người con trai, và Ngài thuyết pháp về tuần tự pháp cho ông gia chủ đó nghe. Ông nghe xong đắc quả tu được quần với niềm tin bất động rồi, thì lúc Đức Phật Ngài mới thu hồi tổng thông, thì ông mới thấy đứa con trai của mình đang ngồi bên cạnh Đức Thế Tôn. Và Giá Xá lúc đó vừa nghe thời pháp mà Đức Phật Ngài thuyết cho
cha mình nghe thì liền chứng A La Hán quả. Và bây giờ Giác Sáng mới xin thọ cụ túc giới với Đức Thế Tôn, và người cha bây giờ là vị Tu Đà Quần, cho nên niềm tin bất động rất quan hỷ, chấp nhận cho con mình được xuất gia. Và lúc đó Đức Phật đã bảo Ê Hi Phi Khúc, Thiện Lai Tỳ Kheo thì trở thành vị Tỳ Kheo. 55 người bạn của ta cũng xuất gia theo cái cách Ê Hi Phi Khúc, Thiện Lai Tỳ Kheo nữa. Tức là đối với những vị này, họ không cần phải đi tìm y bác, mà vì trong quá khứ họ đã tạo nhiều cái phước duyên cúng dường y cà sa và bình bát đến các vị xuất gia, cho nên có đầy đủ duyên đó. Và ở đây đó là chúng ta cũng nhớ một điều là cái này chúng tôi nói thêm là hễ có cúng dường y bát đến các cái vị xuất gia từ trong thời quá khứ là đều có phước duyên để sau này trở thành y phi phúc, chứ không phải là đợi làm lễ cho y cái thứ nào mới được. Quý vị nhớ chỗ đó, bởi vì cái luật mà ban hành cho chư tăng nhận y cái thứ nào đó là cái trường hợp này tùy theo vị Phật nào có chế định hay là không chế định, chứ không phải là luôn lúc lúc nào cũng có. Dầu cho mình cúng dường vải mai y đến Đức Phật độc giác, cái đó không phải là cái thí đá, nhưng mà nó cũng có duyên lành, cũng tạo ra cái phước duyên để mình trở thành Thiện Lai Tỳ Kheo trong tương lai. Phật tử chúng ta thì từ bởi vì nghe pháp đó, nghe các vị pháp sư khác mà thuyết, các vị quan trọng quá cái vấn đề dân y cái thí nát, cho nên các vị đề cao quá đi. Cho nên Phật tử chúng ta cứ ngỡ rằng là phải làm lễ chủ lễ dân y cái thí nát mới được cái duyên lành y thí khúc, không phải vậy thưa quý vị. Hễ cúng dường y cà sa bình bát đến cho một vị xuất gia là chúng ta đều có căn duyên để trở thành đệ hi phi khu. Cho nên cái chỗ này các vị phải chú ý. Thì trở lại vấn đề đó thưa quý vị, mặc dù Phật Cú Sa Tý chưa có thọ cụ túc giới do Hòa Hợp Tăng làm tăng sự tuyên ngôn bốn bận nhất tí cho tốt thất cầm hoa ba cha, nhưng mà vị đó tự nhận là tỳ kheo mặc y cà sa, mặc y vàng, có cắt ra từng mảnh. Vị này trước gặp Đức Phật đã hướng nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi chấp nhận cái đời sống đi khất thực. Một vị vua mà trở thành một vị sa môn là đi khất thực thôi quý vị. Khi mà đi khất thực quý vị thì có ba bốn cái sự kiện, ba bốn điều kiện như vậy, cho nên nghiễm nhiên vị này nếu mà gọi là cái danh từ thông thường thì gọi là tỳ kheo cũng được, cũng sao cả. Và Đức Thế Tôn đã gọi bằng cách đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ nhất là như vậy. Bây giờ tiến đến cái câu hỏi thứ hai đó. Tự tội giác đẳng vừa khi nãy đã hỏi chúng tôi về cái chữ tha tú, không biết có phải vậy hay không. Ừ.
Mà câu thứ hai định nghĩa cái chữ tha tú. Ở đây thưa quý vị, cái chữ tha tú và được dịch là giới, nó không phải đồng nghĩa với chữ si lá. Và chữ tha tú này tức là sạc phào quăng tha rê ti tí tha tú. Pháp ẩm mà nó chứa đựng thực tính, chỉ là thực tính thôi, sắc pha quá thực tính, thì như vậy gọi là tha tú. Chữ tha, tha rê tí, tha rê tí, chữ tha rá, tha rá, cái căn tha rá này nó trở thành tha tú. Lấy cái căn của động từ đó mà đặt tên cho cái danh từ tha tú. Cái gì tự trì thực tính gọi là giới, gọi là tha tú. Có nghĩa là cái pháp gọi là pháp thực tính, tức là cái pháp nisato nichivu sunyo, cái pháp thực tính như là tâm, tâm sở, sắc pháp, ni bàn, những cái pháp này gọi là thực tính. Vì nisato là phi chúng sanh, phi mạng sống, nghĩa là không phải là chúng sanh, không phải là linh hồn, chỉ là cái pháp rỗng không do duyên mà tác thành, thì như vậy gọi là tha tú. Nhưng mà chữ tha tú đó nó xài trong nhiều nghĩa lắm thưa quý vị, nhiều trường hợp lắm. Nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa gọi là cái nguyên tố, nguyên chất hay bản chất, chúng ta xài được. Chữ tha tú ở chú giải thích có nhiều. Ví dụ như khi mà Đức Phật Ngài nói đến ba cái tha tú, kama tha tú, rupa tha tú, arupa tha tú, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì chỉ cho cái pháp dục, cái pháp sắc và pháp vô sắc. Hay là ba cái xuất ly giới, nisana, gọi là nisana tha tú, thì ở đây sự xuất ly các dục tức là chỉ cho thiền sắc giới, sự xuất ly các sắc tức là thiền vô sắc, và sự xuất ly các hành tức là chỉ cho niết bàn. Vậy đó cũng gọi là tha tú. Còn nếu mà nói tha tú mà nói theo cái địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, tức là đất nước lửa gió, patthavi tha tú, apo tha tú, techo tha tú, vayo tha tú, thì ở đây cũng sẽ cái tha tú được. Cho nên có nhiều khía cạnh mà chỗ này được gọi là tha tú. Nhiều khía cạnh được dùng đến cái từ gọi là tha tú. Nhưng ở trong cái bài kinh này thì chữ tha tú là vì trước hết là Đức Phật Ngài dùng đến cái từ gọi là sáu giới.
Cái sáu giới ở đây đó, không phải là để chỉ cho 18 giới. 18 giới của chúng ta, chúng ta học qua. Ví dụ 18 giới là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới và pháp giới. Thì 6 lần 3 18 giới đó. Nhưng ở đây đó, thì giới này được Đức Phật này định nghĩa chắc thà tú là ngày chỉ cho bát thu nguyên thà tú, địa giới a bô thà tú là thủy giới, tê chô thà tú là quả giới, qua vô thà tú là phong giới, là chất gió, a ca sa thà tú là hư không giới, rồi quy nha nó thà tú là thức giới. Thì như vậy ở đây đó, trong bài kinh này được gọi là cái giới phân tích. Cái chữ quý phần gá chúng tôi thích xài cái chữ phân tích, nghĩa là phân tích hơn là chữ phân biệt. Bởi vì cái chữ phân biệt đó, thưa quý vị, thí dụ như chúng ta so sánh cái này với cái kia thì chúng ta mới có sự phân biệt. Cái này nó khác với cái kia, nó khác chỗ nào, cái đó mới gọi phân biệt. Còn chữ quý phân gá tức là quý phát trợ tí, quý phát trợ tí ở đây động từ này có nghĩa là phân tích, phân tích chia chẽ ra. Thì ở đây trước hết là Đức Phật ngài nói đến sáu giới là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Thì sáu giới đó là khởi đầu, là những cái pháp khởi đầu cho cái thể tài mà ngày hôm nay Đức Phật ngài giải về cái bài kinh này. Do đó cho nên mới gọi là ta thà tu vi phần gác. Ý nghĩa là gì? Thì chúng tôi xin được chia sẻ cho quý vị ý nghĩa trong hai câu hỏi thảo luận, câu 1, câu 2 mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Bây giờ xin cung kính Thượng Tọa trở lại. Rất là hoan hỷ là giờ này có, hôm nay ngày thứ tư là ngày của Thượng Tọa Hốc Đăng, mà Thượng Tọa Hốc Đăng không có mặt, mà nhưng mà chỉ có Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Hốc Tân, như vậy cũng tốt quá nè. Xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng điều họp tiếp. Sao trong cái chân Thượng Tọa Tuệ Siêu, mà Thượng Tọa Tuệ Siêu xin Thượng Tọa giảng cho câu số 3 rồi sẵn Thượng Tọa đi nghỉ. Ở trong này chúng ta có cái chữ cha gác. Cha gác ở đây Hòa Thượng Minh Chị Châu là dịch là huệ thí. Thì Thượng Tọa hoan nghĩ giải thích tại sao chữ cha gác mà có chữ huệ trong đó. Xin sẵn Thượng Tọa. Thực ra thưa quý vị, có lẽ là ngài Hòa Thượng Minh Châu khi mà ngài dịch cái chữ cha gác, ngài dựa theo trong bản kinh của chữ Hán, bản kinh chữ Hán, Hán Tạng tương đương, thì ngài kinh Hán Tạng Trung A Hàm đó, có bài kinh tương đương. Thì ở chỗ này ngài thấy bốn pháp ở trong đó có chữ quỳ thí,
thì ngài xài cái chữ quyền khí cho cái chữ trai gái. Thực ra thì ở đây đó, chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật ngài đã dạy xúc tích ở trong cái bài kinh, trong cái bài pháp mà Đức Phật ngài đã chúng ta vừa được nghe đó. Cái chữ chơi gá đó có nghĩa là xả bỏ. Chơi gá có nghĩa là xả bỏ. Trong một cái khía cạnh nào đó thì cái chữ chơi gá đây nó đồng nghĩa với chữ xả tài, như là nói đến bốn giới pháp sanh hát thầm mát. Bốn giới pháp là bố thí, thì chữ chơi gá chỗ này vậy là bố thí. Rồi ái ngữ Vyavacha, lợi hành Attacharya, đồng sự hay là bình đẳng gọi là Samanatta. Thì bốn cái pháp mà một người có được bốn pháp này thì có sẽ nhiếp phục được nhân tâm. Mình đối với bạn bè hay đối với hội chúng, mình có bốn cái pháp là cái tâm mình rộng rãi hay phân phát hay buông bỏ, không có bỏng xẻng cho biếu tặng người này người kia cái nọ, cái đó cũng là một cách để mà nhiếp phục nhân tâm. Đối với mọi người có cái lời nói dịu ngọt ôn hòa cũng là pháp nhiếp phục nhân tâm, người ái ngữ. Rồi khi mà đối với bạn bè, đối với người thân, đối với hội chúng, mình luôn luôn mình nghĩ đến cái việc mà làm lễ cho họ, chứ đừng có sống chung như vậy mình chỉ nghĩ đến cái tư lợi cho mình thôi mà mình không thèm đếm xỉa đến cái lợi ích của người khác, thì như vậy là mình sẽ không có nhiếp phục được nhân tâm. Nhưng mà người nào đối với người khác mà có cái sự lợi hành, tức là làm lợi ích cho người ta đó, mình nghĩ đến lợi ích của người ta hơn hết trên, thì vậy là sẽ đắc nhân tâm. Rồi cuối cùng là bình đẳng, là không bao giờ có cái sự kỳ thị phân biệt, mà luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng họ như là tôn trọng chính bản thân mình, thì như vậy đó mới gọi là đắc nhân tâm. Thì bốn cái nhiếp pháp đó, thì chữ cha gá đây là được xài cho cái nghĩa gọi là xả tài, hoặc là ở trong bốn cái pháp lợi ích trong tương lai Samparajikattha Thamma, Đức Phật ngài dạy cho thanh niên đi khách chạy nút, người cư sĩ có bốn thành tựu được bốn pháp này thì sẽ có lợi ích tương lai. Thứ nhất gọi là Sattha Samadha, là thành cụ túc giới, giới cụ túc, giới phi mãn. Thứ hai gọi là Sila Samadha, tức là thành tựu giới. Thứ tư gọi là Chaya Samadha, là thành tựu về xả tài. Và thứ tư là Panya Sambhada, tức là thành tựu trí tuệ. Người mà có tính, có giới, có thí, có tuệ, thì như vậy người cư sĩ mà có được bốn pháp đó thì yên chí là trong tương lai chúng ta, sau khi mà chung chết sanh ở chỗ khác, là chúng ta có nhiều lợi lạc, có nhiều cái sự yên vui, sanh ra ở đời chúng ta không có bị đói khổ vân vân. Thì như vậy cái chữ cha gá trong trường hợp nó đồng nghĩa chữ đa má, là bố thí. Nhưng mà chữ cha gá trong cái bài kinh này đó, thì Đức Phật này có định nghĩa rõ ràng, là có định nghĩa rõ ràng. Vị tỳ kheo mà thành tựu tối thắng
Tăng Xứ, Tối Thượng Xã Tăng Xứ, Chaga Thithana Samana Gato Hoti. Thì cái đó được gọi là Paramo Aryochago, tức là thánh xã, thánh xã tối thượng. Danh đi đăng tức là Sapu Pati Patinisakgo. Như vậy là chữ cha gá trong trường hợp này nó đồng nghĩa với chữ Patinisakgo. Patinisakgo là buôn xã. Buôn xã, buôn xã cái gì? Tức là buôn xã tất cả những cái sanh y. Sapu Pati tức là cái sự tái sanh đó, buôn xã đó. Tức là không có chấp nhận cái sanh y. Thì khi mà làm cho cái sự sanh y đó có nghĩa là xả ly tất cả sanh y, làm cho cái sự tái sanh đó không còn nữa, thì như vậy cái chữ cha gá trong trường hợp này phải hiểu là patinisakgā. Cho nên người ta nói cái câu là chữ nghĩa bất định nghĩa, Phật pháp bất định pháp, là thưa quý vị, là tùy theo chỗ mà xài. Cũng chữ cha gá đó mà xài ở trong các cái đoạn kinh khác thì nó đồng nghĩa với sự bố thí, nhưng mà xài ở chỗ này thì không phải là huệ nữa, cũng không phải là huệ, có trí tuệ gì trong này, nhưng mà cũng không phải là thí, mình đâu có thí cái gì đâu. Ở đây chữ cha gá chắc cho tì tí, cha vô động từ chắc cho tì tí, chắc chá chá chá, chữ đầu là chữ C, còn chữ chát kế tiếp là chữ G. Do đó chát chát tì tí cha vô có nghĩa là cái sự dứt bỏ, cái sự dứt bỏ, buông bỏ, xả bỏ, thì cái đó được gọi cha vô. Thì buông bỏ trong trường hợp này không phải là buông bỏ tài sản, mà buông bỏ cái sự tái sanh, nghĩa là buông bỏ cái sự tái sanh, buông bỏ cái thân sanh tử luân hồi đó, nghĩa là đừng có chấp cái thân ngũ quẩn này, ngũ thủ quẩn này đừng có chấp, buông bỏ nó đi. Thì đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trình bày. Ồ, bản dịch thứ Hán. Như vậy thì bản dịch thứ Hán ở đây là cai sử xả khí tăng đại. Ở đây cũng xài cái chữ xả khí à. Xả khí chứ không phải là huệ thí. Xin cảm ơn thượng tọa. Rồi bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa trở lại điều học Nam Mô Bổn Thầy. Sao thuộc cái trình từ đầu từ sư. Bây giờ để thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và tiếp theo thì xin được hỏi từ tòa Pháp Tân. Từ tòa Pháp Tân, từ tòa có nghe được không? Nếu từ tòa Pháp Tân đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh từ tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ. Yeah. Từ tòa Pháp Tân, chúng ta thấy khi mà nói đến sự tu hành hay nói đến tôn giáo thì người ta thường nói đến niềm tin, người ta thường nói đến sự thờ phượng. Nhưng mà đặc biệt riêng về Phật giáo đó thì lại nói đến cái khả năng nhận thức, giác ngộ, hiểu biết. Và đặc biệt là ở đây chúng ta nói đến cái truyền thống phân tích tông, tức là chia sẻ, phân tích ra. Trong bài kinh này thì nói đến cái sự nhận thức về cái nguyên tố của đời sống. Thì sao chúng ta đọc, chúng ta nghe, nó có vẻ gần giống như khoa học hơn là đạo giáo. Có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính anh đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Tuyệt Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Trì Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thường đó là chúng ta thấy ở trong các cái tôn giáo thường là nói đến cái sự cầu nguyện là phần nhiều, phần lớn. Trong cái sự cầu nguyện đó thì có lẽ là đúng cái nghĩa là sự tôn giáo. Khi mà mình nói rằng có lễ bái, có cầu nguyện, có một đấng tối cao nào đó, khi mà người ta nghĩ đó là sự tôn thờ. Còn riêng Phật giáo thì chúng ta thấy ngày nay đó thì chúng ta đã trở thành một cái tôn giáo, thì trong đó có những cái nghi lễ, có những cái nghi thức để chúng ta kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng, thì nó trở thành một cái nghi thức của tôn giáo. Tôn giáo, nhưng mà mình nói thật ra đó thì từ xưa tới nay, khi mà Đức Phật còn tại tiền cho đến ngày hôm nay đó, thì xuyên suốt ở trong giáo lý cốt lõi của Phật giáo đó, thì đó là cái chú trọng đến cái phần tuệ giác của mỗi người. Bởi vì cũng chính Đức Phật đó mà chúng ta thấy đó, Ngài cũng đã tự giác ngộ giáo pháp. Ngài trở thành một bậc mà giác ngộ trên thế gian này, rồi Ngài tuyên thuyết giáo pháp, tuyên thuyết giáo pháp cho đại chúng, trong đó có các cái chúng xuất gia chúng tại gia của Ngài. Và từ ở cái việc mà nghe Đức Phật Ngài thuyết giảng đó, thì một vị hành giả hay là đệ tử của Đức Phật đó, có hành trì theo đó, thì mới được có được cái sự lợi lạc, có được cái sự lợi lạc. Thì điều đó mới có thể nói rằng thông qua cái pháp học, pháp hành của một cái của giáo pháp của Đức Phật, mà một người muốn được thực hành thì phải hiểu được cái lời dạy của Phật, cũng như là một bậc thinh văn được nghe từ nơi Đức Phật giáo hóa rồi mới thực hành theo. Mà những cái kinh điển của Phật giáo đó là những gì mà Ngài Đức Phật Ngài chứng nghiệm, rồi Ngài tuyên thuyết những cái lời dạy mà do Ngài chứng nghiệm đó. Ngài đã trải qua những cái sự chứng nghiệm đó, cũng như chúng ta thấy các cái vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Những vị như là Ngài Xá Lợi Phất hay là Ngài Mục Kiền Liên vân vân, những vị thánh vô lậu đó, tuyên thuyết những cái giáo pháp đó, thì cũng đều là có cái sự chứng ngộ qua cái lời dạy của Đức Phật. Khi mà Đức Phật Ngài giáo truyền như vậy thì các vị ấy lãnh hội rồi tu tập giác ngộ chứng nghiệm, cho nên là các ngài tuyên thuyết lại những cái bài mà do các ngài tuyên thuyết cũng là sự chứng nghiệm, chứng nghiệm. Cho nên là mình học Phật pháp để rồi mình hành, và ở trong cái giáo pháp của Đức Phật
thì chúng ta thấy rằng Tam Tạng kinh điển, kinh luật, và luật như là nguyên tắc sống của các vị đệ tử của Đức Phật, những hàng của các bậc xuất gia cũng như là hàng tại gia cư sĩ. Còn kinh và luận là một trong những nội dung giáo điển mà Đức Phật ngày dạy ở đó, có thể hiểu đó là như là những pháp cần phải tu tập, những pháp cần phải đoạn trừ, tức là những cái phiền não mà nếu chúng ta học, chúng ta hiểu thì mới hiểu như thế nào là bất thiện, như thế nào là phiền não, để chúng ta cố gắng để bỏ những pháp bất thiện đó. Rồi chúng ta tu tập, tức là tu tập về định và tuệ. Thì có một điều đó là khi mà nói đến cái sự tu tập của Phật giáo đó, thì không phải là chỉ có, không phải là chỉ chú trọng đến cái việc cầu nguyện, mà ở chỗ là cái chỗ thực hành qua cái phương pháp thiền quán, hay là qua cái phương pháp thiền định của một cái vị hành giả. Mà ở đó, đó chúng ta thấy rằng bây giờ nói rằng là nếu nói ở trong vi diệu pháp thì đó là giống như là một trong những cái phương pháp phân tích từng phần một ở trong thân và tâm của chúng ta, để rồi từ đó chúng ta mới có thể nhận được, giác ngộ được, thấy được cái sự sanh diệt. Nếu một cái vị hành giả thông qua cái việc mà mình học đi diệu pháp, mình hiểu kinh, hiểu lời dạy của Đức Phật, học đi diệu pháp để chúng ta thấy được cái sự phân tích đó, rồi chúng ta hiểu cái điều đó, để rồi một cái vị hành giả thực hành cái pháp hành thông qua cái thiền quán, thì người ta mới thấy được cái sự sanh diệt của ngũ uẩn. Khi nói đến ngũ uẩn thì mình nói đến là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng là Phật. Nhưng nói 12 xứ hay nói 18 giới cũng chỉ cho là những cái gì liên quan đến ngũ uẩn này. Cho nên nếu mà chúng ta thấy kỹ như vậy đó, bởi vì trong cái suy nghĩ chung của mỗi người nó có cái sự tham luyến, có cái sự tham ái, rồi do cái sự tham ái nó sanh ra cái ngã chấp. Ngã chấp liên quan đến năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Mà ở đó một vị hành giả cần phải quán chiếu kết hợp với cái việc mà mình hiểu được Phật pháp, mình học được kinh luận mà Đức Phật ngày dạy, rồi mình thực hành để rồi mong sao chính những cái phiền não đó, tham ái, chấp thủ nó được tiêu trừ, thì mới có thể đạt được cái sự giải thoát bằng cái tuệ giác của chính mỗi người, của chính từng người một như vậy. Cho nên cái quả vị Phật á, hay là những quả vị mà mình gọi là những bậc giác ngộ như Đức Phật chánh đẳng chánh giác, thì các ngài tự ngài giác ngộ. Chư Phật độc giác thì tự các ngài giác ngộ. Nhưng mà các cái bậc thinh văn, tức là những vị thánh đệ tử Đức Phật được giác ngộ là nhờ nghe những cái gì mà Đức Phật ngài giảng dạy. Cho nên cộng thêm cái cam tam tạng kinh điển đó với cái sự nhiệt tâm, với cái sự tinh cần, với cái sự chuyên chú ở trong cái việc tu tập của một vị hành giả, thì vị đó mới có thể là có được cái sự lợi lạc cũng như là giác ngộ giải thoát ở trong tương lai hay ở trong hiện tại. Thì đó cũng chính là một trong những cái sự tu tập ở trong Phật giáo, tu tập Phật giáo. Cho nên là nếu ai nói Phật giáo là khoa học thì nó cũng không phải. Không phải khoa học. Tại vì ở đây nói đến tâm lý, mà khoa học á, là những cái gì mà người ta muốn chứng minh, những cái thực thể, những cái gì nó liên quan đến vật chất. Mà Phật giáo thì đề cập luôn cả thân và tâm,
cả danh và sắc này. Có những sắc thân và tâm là ở trong thân và tâm mình, nhưng mà có những sắc ở thuộc bên ngoài này. Chứ không phải là chỉ có sắc ở trong thân mình không đâu. Nhưng mà ở đây đó, là khi mà nói đến tâm á, thì cái điều đó chỉ có những người tu tập, chỉ có những người trải nghiệm qua những cái điều đó, chứng nghiệm qua những cái điều mà mình tu tập, thì thật sự là người ta trình bày nó mới rõ ràng hơn. Còn đối với pha học thì những cái gì mà chứng minh thuộc về phần vật chất, cho nên những cái điều đó nó không thuộc, không thể nói rằng những cái phân tích mà chi tiết như chúng ta nói rằng sắc có 28 sắc pháp, rồi có 4 sắc sắc tứ đại, rồi có sắc y tương sinh, vân vân. Thì đó là chỉ là những cái phân tích thôi. Và trong mỗi một cái đó, như là chúng ta hiểu một điều nè, Phật dạy là các pháp đều là do duyên. Có những pháp nó không thể nào nói nó là một cái gì đó nó đơn thuần độc lập, mà nó đều là do nhân duyên, nó có điều kiện để trợ tạo, rồi có những điều kiện để sinh ra, có cái này có cái kia, do có cái này cho nên có cái kia. Và người tu Phật đó là để nhìn thấy rõ được những cái sự sanh diệt đó chính ở trong tự thân của mình, thông qua danh và sắc đó, thông qua năm uẩn đó, thì cái người đó mới có thể tự liễu ngộ và chứng ngộ được. Nếu như mà mình nghiêm mật trong cái cách tu tập, nỗ lực và có những cái pháp hỗ trợ khác để cho một vị hành giả tiến đến cái sự giác ngộ, chứng nghiệm, và điều đó cái quả vị mà chúng ta thấy là quả vị thánh nhân ấy, từ sơ quả tu đà quên cho đến tứ quả vô lậu giải thoát đấy, thì đều là do cái sự chứng nghiệm, do cái sự mà trải qua với cái sự tu tập mà quả vị đó các ngài có được, chứ không phải là ai ban tặng cho, không phải là gian sinh hay là cầu khẩn, mà là do sự chứng nghiệm. Bởi vì Phật giáo hiểu rõ là cái nguồn gốc sanh ra đau khổ luân hồi bắt nguồn từ ở phiền não, bắt nguồn từ ở cái tạo tác mà sanh ra bao nhiêu cái khổ. Muốn chấm dứt được khổ, muốn chấm dứt những sự hiện hữu, thì chỉ có tận diệt được phiền não, đó là bằng cách tu tập. Mà tu tập đó có nghĩa là tu tập giới, tập định, tu tập tuệ, để vị hành giả có được cái sự giải thoát an lạc ở trong hiện tại và giải thoát ở trong tương lai. Cho nên ở đây đó, nếu chúng ta nghĩ kỹ đó, thì Phật giáo người ta nói ở khía cạnh nào thì cũng có thể được, nhưng mà không thể nói đó là cái duy nhất. Không phải nói đó là nói là khoa học, cũng không phải là duy vật, mà cũng không phải là duy tâm, mà cũng không phải là những cái gì. Mà ở đây đó là những cái sự tổng hợp do nhân duyên mà có. Cho nên là nếu nói Phật giáo cũng không phải là sự cầu nguyện mà có được cái quả vị, mà do cái sự thực hành. Phật giáo cũng không phải là một khoa học, nhưng mà nó không phải là trái với khoa học, bởi vì đó là những cái chân lý, đó là những sự thật mà có những điều khoa học không thể chứng minh được, không thể chứng minh được, bởi vì khoa học chỉ chứng minh những cái gì nó có những cái nguyên tắc nhất định của nó liên quan đến cái vật chất mà thôi, chứ không thể nói đến bàn đến cái việc mà tâm linh được, tâm lý của con người được. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi thấy rằng là Phật giáo là một cái con đường hướng đến cái sự hướng đến giác ngộ mà Đức Phật đã dạy từ xưa tới nay rồi. Khi mà mình có được an lạc ở khía cạnh nào, nhiều hay là ít, xa hay là gần, trực tiếp hay là gián tiếp, là do mình thực hành những điều lời dạy của Đức Phật. Mà những lời dạy của Đức Phật là những gì mà ngài đã chứng nghiệm, trải nghiệm qua, qua bao nhiêu kiếp tu tập bằng hạnh trí tuệ, để rồi chứng nghiệm những điều đó, và
khi mà Ngài tuyên thuyết, đó là những cái pháp mà Ngài đã trải qua. Và do vậy đó thì cái người mà thực hành theo lời dạy của Đức Phật, người đó cũng có được cái sự lợi lạc đó. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Thưa cái trường Thượng Tọa Pháp Tinh, Thượng Tọa Tư Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền đang có mặt ở trước máy. Dạ. Thưa Thượng Tọa Tư Quyền, bài học ngày hôm nay cũng như nhiều bài học khác, và đặc biệt là trong Thắng Thoát Âm Tâm, đó là chúng ta thường có những cái phân tích về nguyên tố của sự hiện hữu. Thì Thượng Tọa có nghĩ rằng sự phân tích như vậy là giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm về giáo lý vô ngã, có phải như vậy không? Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Như Thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, để đến Từ Tri Sư Nguyên Thông, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ, cùng Chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quá thật thì nếu như mình trên cái tinh thần nguyên tố có nói về cái hay cái vũ trụ, nói chuyện nó về cái vật chất, thế giới vật chất, thì trong kinh và cũng như ở luận tạng cũng gì cũng đã nói, nó phân biệt rõ ràng về các cái nguyên lý của vật chất, và cũng là nói đến một cái như chúng ta thấy đất nước lửa gió hay là tất cả cây cối hình hài, nói chung là tứ đại, nói chung thì tất cả hình thành cái gì do tứ đại đó, thì cái tứ đại đó nó hoại diệt. Thì cũng vậy, ở đây cái hình thái của con người chúng ta cũng như thế. Yếu tố của vật chất tức là sắc này hiện khởi, đó cũng yếu tố của vật chất. Mà nếu nói theo bây giờ pháp, tức là sắc quẩn này, sắc quẩn này nó biến chuyển, nó biến diệt, nó không như ý chúng ta. Đây là cái lý tính của vô ngã. Và chúng ta nhớ có một lần mà Đức Phật cùng với Nhã Nan đi đến một cái ngọn núi kia, thì Đức Phật Ngài nói với Nhã Nan là: "Này A Nan, hôm nay ngọn núi xa kia, nó đã xa tận nơi kia, nhưng A Nan có biết trước kia ngọn núi này rất gần chỗ Như Lai và A Nan đứng đây." Và chúng ta cũng nhớ một lần, cũng như cuối cùng khi Đức Phật Ngài lên đường tịch diệt về Kusinara, ở nơi đó nó như là một xứ biên địa, nó một xứ hoang vắng. Thì Ngã Năng hỏi: "Tại sao Thế Tôn không diệt độ tại Vương Xá Thành, Tỳ Xá Ly, hay là ở Vilupata, những cái kinh đô lớn của các vị vua như là Bimbisara, rồi vua Vasinadi, vân vân?" Thì Đức Phật đã nói này: "Anan, hiện nay Kusinara là một kinh đô nhỏ và đã yếu như thế, nó yếu như thế như thời xưa. Đây là một kinh đô hoành tráng và lớn lao, chứ không phải là nó đơn giản đâu." Thì kính thưa quý vị, nơi vô phải trong một núi, một cái tảng đá, chúng ta cho rằng tảng đá đó nó sẽ miên viễn, có phải không ạ? Cái ngọn núi đó sẽ vĩnh hằng, phải không ạ? Quả thật thì ở trong cái nhân vũ trụ quan này, nó đều có một sự thay đổi liên tục như tâm của con người mình nhỉ. Nhưng điều bởi vì cái yếu tố của vật chất, cái vật chất á,
những cái sự chuyển động hay là những cái sự lớn lên yếu tố của tứ đại đó, nhiều khi chúng ta không nhìn thấy mình bằng mắt được. Như một cái cây chúng ta trồng, chúng ta sẽ thấy nó lớn rất là lâu. Ví dụ như những cây thốt nốt hay những cây gỗ quý, nó lâu, thật là lâu lớn. Mà nó cũng lớn nữa kìa. Và những ngọn núi kia, chúng ta thấy như vậy, chứ sự thật ra, nó từng hạn, nó lớn. Ở đây, nó không phải như nó đứng vĩnh viễn như chúng ta đâu. Thì chúng ta xem thôi. Được ví dụ như nước chảy đá mòn vậy đó. Chúng ta không thấy một đá đá mòn. Như nước nó nhiễu từ từ, nó mòn. Đây là yếu tố để chúng ta nhìn thấy hình thể của vật chất. Nó lại rất là lẹ, nó rất là mau. Và xuyên qua cái lý tính chính là chúng ta đây. À, cái sắc này, cái sắc quẩn này, nó biến chuyển, nó không như chúng ta. Đây chính là nguyên tố cái gì? Của vật chất. Và để chúng ta nhìn thấy cái lý vô ngã. Hay là chúng ta thường nghe cái câu mà cũng rất là hay: hoa kia sớm nở tối tàn. Thì nguyên tố đó cũng là một nguyên tố của thế giới vật chất. Cái hoa này nó đẹp rồi nó tàn. Ở đó người ta nói cái đẹp rồi tàn. Cái đẹp kia rồi nó cũng sẽ tàn kìa. Chứ đừng có nói chi tất cả mọi thứ. Và cái bông hoa thì chúng ta xem nó là như thế. Nói một cách khác hơn nữa, cái tuổi thọ của kiếp con người của chúng ta đó, nó rất là ngắn. Thì kiếp người nào khác hoa đó, thì quả thật nếu như đứng trên cái nhìn các cõi cao đó, thì kiếp con người này, cái thân xác này, nó rất là ngắn ngủi. Một ngày của cõi trời tứ đại thiên vương, của cõi trời đạo lợi, là khó tìm người đó 100 tuổi. Còn chúng ta sống một ngày rưỡi của cõi trời tứ đại thiên vương thôi, thì thân xác này đã rã rời rồi. Thì cũng như thế, vật chất này, mọi việc kia, nó sẽ hư mòn, nó sẽ cũ. Một chiếc xe, một cái vật dụng của chúng ta sử dụng, nó sẽ cũ. Bởi vì nó không thể nào mới mãi, và nó cũng không bao giờ tồn tại với chúng ta một cách vĩnh viễn đâu. Chúng ta thấy những cái vật tính ước là vàng hay là những cái xoàn, nhưng nó cũng không sẽ không tồn tại mãi. Người ta muốn giữ nhưng nó cũng sẽ mất, hoặc là cũng có sự cố thì cũng phải bỏ đi, hay bị người ta cướp, bị người ta sang đoạt. Thế đây chính là cái nhìn đó, nếu mà chúng ta hiểu thì nó thật sự không phải là của chính mình. Cho nên rồi nó sẽ ra đi lại như thế. Nó sẽ không có thể nào mà chúng ta có thể tìm lại được, hay chúng ta có thể nắm cầm. Mà bằng cái nhìn của cuộc đời thì chúng ta cho là vậy đó. Nhưng sự thật ra nó không thể được. Thì cái sắc quẩn, cái của chúng ta còn không nắm, không giữ được, chứ đừng nói chi mà cái thế giới của vật yếu tố bên ngoài thì nó lại càng là khó hơn. Bây giờ chúng ta không muốn một cái ly, một cái tách, một cái vật quý của chúng ta nó rơi, nó vỡ. Nhưng đồ nó sẽ rơi, nó vỡ, đó là nó không thật sự hàng hữu bên mình. Nó không có, mình không có thể tự chủ được nó. Mình không có quyền để giải quyết hay là để như ý mình muốn được. Và như thế bởi vì di tham ma, hay là sắp bê tham ma anatta, tất cả pháp nó vô ngã. Nó không có thực sự nắm bắt. Khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, nguyên lý một chút xíu, một nguyên lý này, nó cũng là một trong những cái giúp chúng ta có được những cái trải nghiệm, những cái
cái sức mạnh mà từ trong vô hình khi chúng ta phải đối diện, chúng ta có thể có những cái sự suy nghĩ, có những cái sự thực nghiệm, có những sự suy quan để chúng ta vượt qua những cái mà chúng ta thương phải xa, ghét phải gần, hay là chúng ta bị những cái sự đau khổ nó đến với mình, thì chúng ta biết các pháp rồi nó cũng sẽ vô ngã, rồi nó cũng sẽ vượt qua đi. Và cái vật chất thì nó cũng rất là lẻ rồi, cũng rất là nhanh, chứ không có tồn tại lâu bao giờ. Chúng ta thấy nếu chúng ta lớn tướng tội một chút xíu, thân xác này nó biến chuyển liền, nó yếu đi, nó già đi, và nó dễ bị bệnh hoạn, nó dễ bị tác động. Như là lưng mỏi, gối trục, vân vân. Hay là chúng ta thấy cái cây đó nó phải thay lá, nó phải đổi, nó phải thay. Rồi bầu trời kia gió thoảng mây bay, bèo hợp mây tan, nó là như thế. Thì đó chính là, nó không phải là một giá trị của triết lý nữa, mà nó là giá trị thật của các pháp vô ngã, của cái sự biến diệt. Mà thế giới này nó biến diệt về hình của vật lý, của tâm lý, nó luôn luôn biến chuyển một cách không ngừng. Mà nếu như do tâm chúng ta không nhìn thấy, chứ thật sự tất cả nó biến chuyển. Như chúng ta thấy sinh tiếng dị diệt của sắc này, nó biến chuyển như thế. Hình thái của nguyên tố vật chất vạn hữu ở đời, dầu cho là con người hay là vật chất, vật chất thì chúng ta nó không có cái sự sống như là thức tri, những chúng sinh có thức tánh, nhưng nó cũng là một sự biến chuyển theo cái yếu tố vật lý của nó, theo yếu tố của tứ đại, mà chúng ta gọi là yếu tố của tứ đại. Tứ đại, nếu nó vật chất thì yếu tố của tứ đại nó sẽ làm nền tảng. Bất cứ một hình thái nào cũng vậy, nó cũng sẽ có yếu tố của tứ đại, nó mới tạo thành được nguyên tố đó là như thế. Mà cái gì của tứ đại thì cái đó sẽ sớm chấm dứt. Tức là đất, nước, lửa, gió, nó phải thuận, nó phải tốt. Nếu như yếu một nguyên lý nào đó, nó kém một nguyên lý nào đó, thì lập tức yếu tố cái vật thể đó nó sẽ không khó tồn tại. Mà chúng ta gọi là quân bình được tứ đại. Cái thân xác này cũng vậy, nếu như tứ đại bất hòa thì chúng ta bệnh hoạn, hay là chúng ta sẽ chết khi chúng ta gặp những chứng bệnh nan y, chúng ta gặp những cái sự đột biến. Dạ. Còn yếu tố của vật chất cũng như vậy, nó thiếu đi yếu tố của tứ đại thì nó cũng chết. Như cây mà nó không có nước thì cũng chết. Mà cây mà nó không có cái gì, có cái sức nóng, có lửa, thì cây đó nó yếu. Và kính thưa quý vị, đó chính là những yếu tố của đất, của nước, của lửa, của gió. Có sự lay động, nó cũng chính là một yếu tố của gió. Dĩ nhiên, yếu tố của đất là cây cối nó cần có rồi. Bởi vì nếu nó theo yếu tố của vật chất, vật lý đó, mà yếu tố của tứ đại đó, thì không phải là đất như là cục đất, mà chính là một cái sự đông đặc, một cái sần sệt, thì nó cũng chính là cái đất rộng. Yeah. Thì hay là cái hơi ấm, tức là lửa đây, tức là cái hơi ấm. Nhưng trong người chúng ta có lửa, đó chính là hơi ấm, hơi nóng. Nếu như chúng ta chết là nó lạnh, là thiếu yếu tố của lửa, nó mất nguyên tố của lửa, tức là vật lý này hay là tứ đại này nó mất đi một yếu tố đó, thân xác của chúng ta nó sẽ không tồn tại được. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta, những người mà bị mà thối cái thịt đó thì nó hư cái thịt đó, tứ đại nó không có, ngay cái đoạn này, ngay cái chỗ này nó không tiếp nhận được yếu tố của tứ đại, thì máu nó không có lưu chuyển lên đó, nó không có nuôi được tế bào đó, chết. Kính thưa quý vị, thì đó chính là yếu tố của vô ngã, mà nó không tồn tại được. Nó phải biến chuyển, nó phải biến diệt. Cái người tu á, bởi nhìn thấy, bởi vì thường thường quý vị thấy
Tại sao mà có một số vị người ta lấy yếu tố thay vì người ta nó hơi thở hay là về thân thọ tâm pháp, các vị ấy như là ngày Ma Si người lấy cái niệm phòng phòng à xẹp à phòng à xẹp à, phải dựa trên yếu tố của cái gì sắc quẩn này mà đó chính là cái da bụng à, chỗ cái bụng này phồng lên theo cái hơi thở xẹp xuống, thì bởi vì nó thô cảm cái cảnh nó hay là cái cảm giác đó nó có thể chúng ta tiếp nhận dễ dàng vân vân, thì đó là những yếu tố của vật chất thôi. Thì là sắc quẩn này hay là cái thân này nó là yếu tố để tu tập đó chứ, mới thấy được cái lý vô ngã. Còn dĩ nhiên một án cũng như một một bèo mây trôi, một án mây nó bay qua rồi một cơn gió thoảng, một án mây bay vân vân, hay hoặc là một vầng trăng khuyết, vầng trăng đầy, hay là cái gì nó di chuyển. Hôm nay cái vầng trăng đó nó mới cái lưỡi liềm nó chút xíu mờ, thật mờ, và nó có một cái lưỡi liềm như là một lưỡi liềm, gọi chúng ta gọi trăng lưỡi liềm, bắt đầu càng ngày bắt đầu nó lớn từ từ, bắt đầu ngày 15, ngày 14, ngày 16, ngày 17, và nó tròn, thật là tròn. Thì đó cũng là yếu tố của nguyên tố của vũ trụ để cho chúng ta thấy được cái lý vô ngã. Và rồi sau cái ngày 15, 16, 17, 18 bắt đầu trăng bắt đầu mờ, và chúng ta cho đến mãi cũng như là hai mấy nữa 30 thì chúng ta sẽ khó có thể nhìn thấy ánh trăng. Thì đó cũng là yếu tố của nguyên tố của vạn hữu, mà cái sự vô ngã nó nằm chỗ đó, nó di chuyển, nghĩa là biến dịch không ngừng. Cũng như chúng ta nói ngày hôm nay chúng ta thấy quý vị, bây giờ bên quý vị là tối, bên quý vị là sáng, ở Việt Nam là tối, trời Houston bây giờ nó đang là 10 giờ kém, ở Việt Nam là 2 phút nữa là 10 giờ Houston và Việt Nam. Giờ Hà Nội với giờ Thành phố Hồ Chí Minh của Houston nó giống nhau 2 tiếng đồng hồ. Thì bên kia là trời sáng, bên này là trời tối. Nó cũng là một nguyên lý yếu tố của vô ngã đó, là sáng tối. Rồi chúng ta cứ nhất định rằng lúc nào cũng sáng cả, có như lúc nó nhật nguyệt, nhật thực, lúc nhật thực, hoặc là nó đổi theo cái thời tiết. Nhiều khi cái trời hôm nay nó tối lâu hơn hôm qua, rồi hôm nay trời nó sáng nhanh hơn là hôm qua, vân vân. Đó là cái sự biến đổi mà nó không thực hữu của vạn pháp. Thì đây chính là kính bạch thượng tọa, đây là những gì mà cô trình bày là như thế. Nếu qua đi chợ Hổ Túc thì kính cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy các. Sa thú cái trừng thưa tòa thượng quyền, thưa quý Phật tử, lý do mà chúng tôi muốn có ngày hôm nay nữa để thảo luận về bài kinh này đó, bởi vì đây là một bài kinh rất là quan trọng về phương diện pháp hành. Nếu chúng ta có thể đọc kỹ lại thì chúng ta thấy những điều mà Đức Phật dạy trong bài kinh này không phải chỉ là những cái giáo nghĩa mang tới cái lý thuyết mà đi vào sự thực hành. Thí dụ như là khi mà Đức Phật Ngài dạy là phải học hành buông xả, ở trong đó Ngài đề cập đến cái khả năng để không có dính mắc vào những gì mà chúng ta chứng đắc. Mỗi một câu mà Đức Phật dạy ở trong bài kinh này, trong tính cách là nói ngắn gọn hay là nói rộng rãi, thí dụ như là chớ có sao lãng trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, trưởng dưỡng cái hạnh buông xả và tu tập học hành tinh tấn, thì cả bốn cái câu này đều
là những cái khẩu quyết hết sức là quan trọng ở trong bài kinh. Chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử có thì giờ sẽ đọc lại, đọc thật kỹ và chiêm nghiệm bài kinh này, nhất là những vị muốn đi vào thế giới tu tập của thiền quán. Cái nhìn phân tích, cái nhìn chia sẻ, cái nhìn mà hiểu rằng cuộc sống nó là kết hợp của nhiều thành tố, nhiều nhân, nhiều duyên, giúp cho chúng ta hiểu rất nhiều về cái giáo lý duyên khởi, giáo lý vô vô ngã của Phật Pháp. Và đây là một đề tài việc rất là quan trọng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có bài giảng về Thắng Pháp, nói về 21 cảnh của tâm, một ở trong 6 khía cạnh quan trọng khi mà nói về tâm thức. Kính đại lễ Chư Tôn Đức Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Dạ, con cảm ơn con nhập hình. Xin thay mặt trong Room chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo huấn vi diệu của Đức Phật để đặng toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Phật dạy. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng thanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Ya ji ta ta na ya.